buổi hôm nay nó đều ghi tất cả video đấy, tầm một tuần nữa nó có trên YouTube nhá. Thầy cũng thành cái gốc rồi, TikTok nữa. Hồng dần dần tay xoay trong ra ngoài, Facebook Reel nữa có hết nhá. Camera nó không bị vào người ở trên như thế. Ok. Tay nhá, cũng từ trong ra ngoài. Những cái này là luyện cột sống này, luyện đấy, đưa đầu gối. thiền chữa bệnh.com, Zalo thầy 0903362388. Rồi, bắt đầu tập công này, chân trái bước sang, đứng trên đầu ngón chân. Hạ xuống. À, chào nhau. Cái tay chúng ta đặt ở đoạn bụng dưới này, và sau em từ trái ra phải. Cái này nó sẽ khai thông lại hết cơ thể của mình nhé. Suốt quá trình tập này, lưỡi chạm vào miệng trên. Ta lòng tay ra xoay này. Đây, những mảnh nhu, tức là nó rất mềm mại. Người mình nó như cái nước ấy, nước mềm thì nó mới chảy được. Chảy trơn ru khắp mọi nơi. Xoay ngược lại từ phải sang trái. Xoay eo này là ấm thận nhá. Đấy. Cái thận mình liên quan vùng eo. Và trong bát mạch thì kinh thì có cái kinh mạch đới mạch là cái chính là cái chỗ thắt lưng của mình. Xoay này theo kinh mạch. Rồi đến chiều 2, đấy nhìn nó hơi buồn cười tí nhưng nó rất là tốt nhá. Đẩy ngực này, đẩy bụng, chuồn đầu gối, mông đẩy về sau lên. Đấy, như kiểu uốn dẻo vậy, như kiểu nhảy. Này nó giúp lượng cho phần ấy, một số người kêu gồm gồm lại đầu gối. Đầu gối này, thận này, cột sống. Mình phải đẩy ra phía trước này. Đấy, xong chuồn gối đẩy về sau. Tay thả lỏng trên xuống dưới. Thả lỏng người ra, đấy thì cái tay này rất là mềm này. Như kiểu thái cực quyền này, vô lực. Trong quá trình tập mình tập cả nhu và gương. Mình đang tập nhu trước, tức là người rất là mềm. Rồi, đây tập cái đấy nó được cuộc sống. Tiếp theo nó đẩy ngược lại nhá, nó lại trước, rồi đẩy sau này, chuồn cái gối xuống, đẩy mông về phía sau, tay ở lên, đẩy mông về phía sau trước, thở tự nhiên, những này thở tự nhiên. Khi tập thì mình luyện thần luôn, vừa tập rồi mình cười cũng thể lúc thiền luôn, cười cả buổi. Sau này luyện lên là cười cả ngày luôn. Mình cười mỉm thôi chứ không phải ha ha cả ngày, méo miệng. Sau này chúng ta luyện hết, luyện cả cơ hàm nữa. Luyện cười nhiều không mỏi miệng. Rồi, thấy người nó nóng lên rồi, thở. Cái lúc nghỉ nó gọi là đứng thiền nhá, tức là mắt thì khép hờ này, thở tự nhiên, thả lỏng người, cho hơi thở nó bình hoàn lại. Tiếp chiều số 3, chân đứng rộng ra một chút, nó xoay đầu gối này, bên trong này ra bên ngoài, hãy điều chỉnh đứng so le với nhau nhé. Hôm nay nó đều ghi tất cả video đấy, tầm một tuần nữa nó có trên YouTube nhé. Thấy cũng thành cái gốc là TikTok này. Học dần dần tay sai trong các bài. Facebook đi lần nữa có hết nhé. Camera nó không bị vào người ở trên. Tay nhá, cũng từ trong ra ngoài. Những cái này là luyện cột sống này, luyện đấy, đưa đầu gối. Rồi, tay này, áp út út nó hướng vào mặt mình, qua mặt lật tay. Đấy, động tác nó gần giống thái cực quyền, vân thủ. Người rất là dẻo. Rồi, trong ra ngoài.
khi nào có hướng mình có dòng một cái đấy. Rồi, cái này động tác nó gần giống thái cực quyền. Ngày xưa học đang học kinh công thì ông thầy chuyển ra dạy thái cực quyền, dạy được đúng 5 buổi lớp nghỉ gần hết. Mà nó chậm quá, đứa thanh niên nó không thích chậm. Tức là những người mà đang khỏe thì họ thích những cái gì nó mạnh mẽ hơn, thì hoặc là người nam, nhất là người nam. Còn người nữ thì họ sẽ tính, họ tính nhu, họ thích những cái gì mềm mại thì tiếp theo nó sẽ ôm cầu nhé, động tác ôm cầu này, hai cái lòng bàn tay nó luôn luôn nó đối vào nhau như này, như kiểu mình ôm quả cầu có bóng ở giữa ấy. Đừng có quay cái tay không mà phải dùng ở cái cổ tay nữa này, thấy chưa, quặn cái cổ tay này. Đấy. Không phải muốn này, để quặn này, đây này, thì tất nhiên cái này hơi khó, nhiều người là đa số nó xoay xoay vần vần này. Phải dùng cái bàn tay này, đây đang làm chậm này. Ôm quả cầu năng lượng, cái này bên khí công và bên thiền năng lượng người ta dùng rất là nhiều. Đúng rồi, Trương Đắc Phong đấy, chuyện thế này. Nhưng mà ở đây là giới hết cầu rồi, ở đây là cứ quơ quơ tay rồi. Như kiểu có cái quả bóng đá ở giữa này, mình ôm quả bóng này cơ mà, đấy, thấy chưa? Để sau này luyện hết cả dáng Phật Như Lai thần trường các kiểu. Rồi dần dần nó sẽ dẻo. Đây mới là cái tay, bây giờ đến cái người này. Nghiêng trước, nghiêng sau theo khả năng. Trái, phải, đây vẫn học lắc này. Đây. Tập quen thì mới nghiêng được nhiều, còn không thì nghiêng những vừa thôi. Đấy như kiểu cứ quyền này, đấy thả lỏng. Đấy, kiểu nó lắc đầu mình yếu. Đấy, người này lưng nó dẻo lắm đấy. Gần chậm lắm đến nơi. Thả lỏng người nhá. Cầu nó vừa vừa nó to quá cũng không ôm được. Đây này, có bạn kiểu gì hai tay nó luôn luôn đối vào nhau, nó phóng khí vào nhau, mặn kiểu gì cũng thế. Thích trái phải được lúc này. Đấy. Rồi. Đấy. Đấy. Ai làm đúng là thế, hai lòng bàn tay phóng khí vào nhau. Đây này. Cái tay của mình là nơi phóng trưởng đấy, tay này, hai tay trưởng nối nhau. Tiếp theo này, tay sắp ra, ngửa về, áp út út, ngửa lên, áp lên. Cái này mới chỉ là bài khởi động thôi đấy, chưa vào sâu đâu. Sắp ra, ngửa về. Đây, những mảnh nhu nó rất là mềm, thả lỏng người. Và nghiêng cái chân sang hai bên, đầu gối này, nghiêng trái, nghiêng phải. Em là tập ngược, em là hất vào đâu phải ra đâu. Động tác như kiểu bơi sải ấy, thấy chưa, bơi sải là nó tay ra như này mà, nhưng đừng bận cơ, đấy chỉ dùng khí thôi. Rồi, thiền. Tập đúng có thấy tay nó nóng lên này, người mồ hôi nhễ nhại, thiền đứng. Thiền đứng tức là khi thiền là mình cứ thở tự nhiên thôi. Điền bụng dưới này cũng sẽ có những cái bài mình thở đấy,
nhưng mà chưa phải những bài này. Nhưng mà nhược điểm của cái thở đấy nhá, là hít vào cái phình bụng nhiều ấy, sau bụng bự. Bự bự đây nó không phải bụng bự về mỡ đâu, mà nó khí. Bởi cái bụng của mình là nó chứa khí của cơ thể đấy. Nếu mà những cái môn nó luyện nội công, ví dụ mà phải nằm xuống để cho người khác đặt đá các thứ, đấm hoặc là cho người khác đấm, thì phải luyện cái bụng nó cứng thì thở cái đấy. Còn hít vào của mình sẽ hơi thở tiên ra, tức là hít vào hoặc là ho bụng. Thứ một, khi mình ho bụng thì tự động cái ngực mình sẽ thấy nó đẩy lên, là khí nó tự động nó lên ngực này, nó ra tay ra chân, cơ thể nó. Hít vào mình ho bụng nó thở ra. Ở đây thì hay thở ra, thở ra cái bụng nó đã về khí nhá. Các bài này đều hít vào ho bụng, thở thì bụng. Và luôn luôn nhíu hậu môn nhá, hít ho bụng nhíu môn này. Thở. Đó, thì nó sẽ tích khí lại như thế. Tập thời gian sau 3-4 tháng, 1-2 năm, càng ngày khí nó càng mạnh thì người nó khỏe hơn, không mệt nhé. Rồi đấy là bài 1 âm dương khí công, nó khởi động toàn bộ thân tâm của mình và giúp cân bằng âm dương. Bài 2 này, bấm thận mạnh thận, để tay vùng thận khí trên thắt lưng này, nằm đấm, đúng không? Hít vào là hóp bụng, nhiều, hít vào hóp bụng nhiều môn, ngang ngược phía sau. Ra trước thở miệng, tay xuống, tay chạm bàn sàn này, ngón tay ấy. Lên từ từ, nghiêng người phía sau, hít, thở miệng, tay song song với chân này. Khi ra phía sau này, tay nó lại song song với chân, kéo lên, đó, rồi nó về như cũ này, đấy, thấy chưa? Rồi, tiếp tục, hít, thở, nút xuống này là thở tự nhiên, lên này, ngả phía sau mới hít, hít, thở. Tay song song với chân kéo lên. 3, hít, thở. Hít, thở. Hít, thở. Nâng lên, hít, thở. Hít, thở. Nâng người lên, ngã. Thở. Hít. Thở. Hít vào luôn luôn hóa bộ nhiều môn nhá. Ôi, thấy mồ hôi mướt mải. Này, cái này là luyện thận này, cuộc sống rất là khỏe. Khí công là luyện thận với cuộc sống là đệ nhất, tức là bài nào là cũng luyện thận cuộc sống. Khi mình tập khí công chính là điều chỉnh phong thủy trong cơ thể mình nhé. Điều chỉnh phong thủy bên ngoài nó chưa cao bằng bên trong đâu. Cái khí huyết bên trong này, khí ngoài bên trong cuộc sống ấy, để điều chỉnh được cái đấy là cuộc đời thay đổi rồi. Thế đi lúc nào ngủ lưng này, đi lúc nào cuộc sống nó sẽ tự động thẳng lên nhé, người nó thẳng lên nhờ những bài này. Tập những cái này là hết đau lưng này, đau thận này, thận yếu đau lưng này, hết cả đau mỏi mấy ngày luôn. Ai tập khí công là biết được cái mạch đốc ấy. Giống lúc nãy thiền mình ấy, mạch đâm này, hít vào đường nó xuống, đó là mạch đâm phía trước. Mạch đốc nó sau lưng nó đi lên, thì những ai mà mạch đốc nó yếu, thận nó yếu, khí nó không lên được nữa, thì tắc của bé gái, đau khỏi bé gái, lại không lên được vùng cổ nữa, thêm đau đầu nữa. Còn luyện được những ai là hết đau, tự dưng là hết đau rồi, rồi mất ngủ rồi tiền tình một thời gian sau. Nếu những người nào tốt 1-2 tuần là hết rồi, không thì 1-3 tháng. Đấy.
nó sẽ khỏi tất cả bệnh của chúng ta nhé. Là với khí công nó gốc của sức khỏe. Rồi, tâm dương khí công một bài này bấm thật mạnh thận. Tiếp theo bài mở khớp thông kinh, thông cái kinh mạch cơ thể mình. Cái này là tay của bên tiên gia, tức là bên của đạo gia võ nam, người ta dùng cái tay này. Áo mũ vút lên, đang nó còn lại đẹp. Tay nó xoắn trong ra ngoài này. Nó xoắn về phía dưới mặt đất, đó, đúng rồi. Rồi nó sẽ xoắn như này. Rồi bắt đầu đứng một chút trên đầu ngón chân, ngửa cổ lên. Ai bị rung bụng thì phải gồng cái bụng lên. Về từ từ này. Thở tự nhiên nhé. Chuẩn gỗ xuống. Tay vào vùng bụng, ngồi chân lên. Tự động nó thở ra. Thấy người nó nóng. Cái này đang luyện toàn bộ mặt trước cơ thể, và luyện cho nhâm mạch, tim, gan. Đợt số 2. Áp út lên, trong ra ngoài. Đúng rồi. Đứng một chút trên đầu ngón chân. Về. Chúng ngồi xuống. Ngồi chân lên. Thấy mắt mình nó sáng ra ngay lập tức. Cái này nó tác động đến kinh mạch mà hang của thận mình rất là sâu. Và số 3. Trong ra ngoài. Đứng một chút trên đầu ngón chân. Tuần gối lên. Lần 4. Và sẽ tập 5 lần. Nghĩa. Về. Ai mà lưng khỏe không bị đau cuộc sống thì nghiêng nhiều nhé. Thoát vị thì nghiêng ít. Thở một vài thở đã. 5. Trong lòng bài. Về. Tập chúng ta lấy khí nó bốc ra tay không? Về cái là khí nó chạy ra tay. Tay nóng bừng lên này. Rồi mặt mũi nó sẽ tự toát mồ hôi nhá. Rất là tốt. Được 3 phút nữa thì 30 phút nữa. Rồi. Nha. Cái chiêu thứ hai nữa. Cái này là bài mở khớp thông kinh, nó hai chiêu thôi. Một là nghiêng như này. Đấy, nó mở mặt trước cơ thể. Thứ hai nữa nó mở mặt sau, dùng tay âm như này. Còn tay cái giữ áp út lại này. Ngoài vào trong. Nó xoắn cái khớp này, khớp cổ tay, cùi chỏ vai. Cổ tay cùi chỏ vai này. Rồi, chỉ thẳng xuống đất. Như người ta về sau. Cổ nhìn đằng trước, nhìn đây. Đấy, đúng không? Có bẻ cái cổ của mình. Ai rung bụng thì gồng cái bụng, một số người đang bị rung. Lên. Tự động nó thở ra. Thì theo dõi không cần điều khiển. Lần 2, ngoài vào trong. Để chữa đau lưng, tất cả các bệnh thận. Nhìn đây. Cái này, cái đầu tiên mới nhìn lên trời, rồi nhìn đây. Lần 3, ngoài vào trong. Nhìn đây ạ. Gồng bụng lên nếu bị rung. Lên. Cứ đứng thở tự nhiên nhá, nghỉ tí. 2 lượt nữa. 4. Ngoài vào trong. Nghiêng nhiều mà càng nghiêng nhiều thì cuộc sống càng khỏe, thận càng khỏe.
ngày nào cũng nghiêng như thế, mọi người phải phục ép dẻo mọi người nhé. Đây là phần cơ bản đầu tiên, phần kỳ đầu tiên. Bây giờ đến những cái phần vẩy tay nhá. Đây là bài vẩy tay dịch căn kinh bên môn thầy do Long Bảo Đạo dùng môn này. Là tay mình sẽ trên xuống dưới này, nó đơn giản trên xuống dưới thôi. Nó có rất nhiều bài vẩy tay khác nhau nhé, hơn 108 thức vẩy tay cơ, chứ không phải một thức đâu. Đây chúng ta sẽ tập những cái thức nó quan trọng nhất cả. Đó, vẩy tay rất nhiều. Đấy, sẽ theo khả năng này, vẩy này. Xong đến cấp 2 là chùn gối. Đấy, chùn gối bây giờ khí nó mới xuống chân này, không lẽ ở này ở chân nó ấm ngay. Lúc vẩy nhớ hồn hôn luôn. Đấy, nóng khí lại. Vẩy càng nhiều khí càng mạnh. Về nhà này có người già chúng ta hướng dẫn bố mẹ chúng ta tập, ông bà tập, lên YouTube tập này. Rất nhiều người tập những bài này. Thở này ra. Vừa dừng lại thế này, khí này chạy nóng như phim trường ấy, tay nóng lắm. Nó có nhiều môn, đấy là bởi vì buổi 1 là cơ bản thôi. Tại sao anh thích nữa, còn đeo một vòng sắt, vẩy tay vòng sắt thiết tuyến quyền. Ta biết Hoàng Phi Hồng không? Đỉnh cao Hoàng Phi Hồng thiết tuyến quyền, không là quyền. Tập những cái đấy tay nó không những nó dẻo rồi là hồng hào là đương nhiên rồi, tay nó rất là khỏe nữa. Sau này tay khỏe mức độ tay kiểu chấp cả 6 múi các thứ, cơ bắp cũng quận bởi vì nó đánh một kinh lực nó kinh lắm, bọc cái là bay luôn. Đó, khí công của bên Trung Quốc là cấp độ này. Nhưng mà cơ bản là vẩy tay đã thì là thông đã, thông khí đã. Để phát triển những cái lực kinh mạnh. Rồi, chiêu 2 của vẩy tay, gập vào mở ra này. Nó mở hết biên độ tay. Có nhiều bài vẩy tay, chúng ta học bài vẩy tay thần kinh này. Chùn. Đấy, nhìn động tác này rất là lạ, nó tác dụng cao. Đấy, nhìn thấy con gà đấy. Nhíu hộ môn luôn nhá, nhíu ai nhíu hộ môn được thì tốc độ cao hơn. Lượng khí công nội công người ta phải nhíu hết. Rồi, đứng thở thiền. Chiêu 3 là ngón tay nó chụm nhau, ngón tay chụm thì nó vào được bên tim nhá. Nó chùn gối này, người cúi xuống. Thở tự nhiên nhá, đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người ở phía sau như này. Đấy. Khi bàn tay vuông góc, đấy, đúng rồi. Chùn xuống này, đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người ở phía sau, khí nó vào thận. Chân mình song song, đừng có canh cái đầu gối hai bên nhé. Chân nó song song với nhau. Chụm gối này. Cũng cứ nhíu hộ môn liên tục. Nên là mỏi quá chúng ta mới nhả hộ môn. Nghiêng người phía sau thì cái lưng nó rất là đã. Nghiêng về trước nó vào tim, ra sau nó vào thận. Tâm thận giao hòa, thủy hỏa tương tế. Âm dương quân bình. Sau là xong chỗ 3, lại đứng thở thiền. Đấy, thấy người rất là nóng đúng không? Phòng điều hòa rất là nóng. Tức là cái nóng hơi ấm trong cơ thể nó sinh ra từ đây này. Đấy, hai quả thận này, không phải là để làm máu không đâu. Nó đưa khí lên động mạch này, người nóng. Rồi nó sinh ở cái lò đan này, là dưới rốn. Nó luyện đan, ai cũng có hết. Đan điền mà, đan là linh dược, điền là cái ruộng này. Mà lâu nay mình không luyện thì nó chưa sinh ra hơi nóng, hơi ấm.
ta thiền, tức là thở tự nhiên, ta cứ đứng thở tự nhiên, đứng cười thôi. Cười nhìn thở tự nhiên. Chưa bốn, dùng cái tay này. Bàn tay cũng đắp lên. Đứng trên đầu ngón chân, nghiêng về trước. Ra phía sau, quẩy phía sau. 10 đầu ngón chân, quẩy lên. Nghiêng về trước, nghiêng này, ở phía sau, ra sau phải đẩy cái mông người phía sau một chút, như được bấm bênh ấy, đấy, chân đừng có chuồn gối, tâm thẳng, cứ níu bộ môn liên tục. Tay nó vuông góc này, khí nó ra, mười đầu ngón tay, vẩy tay thời gian sau tay rất là đẹp nhé. Tay xíu xíu. Vừa vẩy tay vẫn cười, vừa vẩy được cười. Vẩy tay cũng vừa vẩy cả ngày cũng được, dễ quá thì nó khó chụp cả này. Rồi, lại thiền, thở. Đấy, nhìn cái tay mình nóng lên chưa, sờ tay ấm nóng đây. Một trong những cái rất là quan trọng quyết định sức khỏe mình là cái thân nhiệt mình nhá. Người tức là nó cũng ấm dễ chịu. Ai nóng trong, nó dễ âm hư, hảo vượng. Ai mà người luôn là tay chân lạnh ngắt, mặt mũi lạnh ngắt. Cái thận dương nó hư đấy, thận dương nó kém, người này. Dù gốc của thầy là thận dương hư đúng không? Bẩm sinh ra người nó rất là lạnh à. Hồi sinh viên đại học hai mấy tuổi là người nó rất là lạnh. Về sau tập kỳ công nó ấm, về sau bây giờ còn nóng hơn là mức ấm nữa, tức là nó phát từ là cái công là dần dần nó sẽ thay đổi, tay nó sẽ nóng lên. Chiều tiếp theo, vừa rồi là vẩy cái này là đơn giản rồi, bây giờ nó vẩy xoắn tay này, cái này ở bên tiền giang nó vẩy áp út út lên, hai ngón này rất quan trọng trong kỳ công tiền giang này, nó xoắn này, tay trái xoắn bên trái, tay phải xoắn, đây gọi là xoắn tay. Đừng có giang rộng quá, giang nó vừa thôi. Đứng trên đầu ngón chân này, xoắn hai bên. Ra phía sau, vẩy. Đấy, nghiêng ra. Đấy. Vẩy này nó còn mạnh hơn cả lúc nãy. Tay nó phải xoắn. Đẩy hông ra bên trước. Đấy, khí nó vào rồi. Ra sau, để mông ra sau. Xoắn tay này, khí vào 10 đầu ngón tay nữa. Thấy cảm nhận người đầu lòng bàn tay nó rất là nóng. Siêu cuối cùng của vẩy tay này, này có 6 thức thôi, thức cuối cùng này, nắm đấm hở nhẹ, nắm đấm hở này, hít là hóp bụng nhô môn, đứng trên đầu ngón chân xuống vẩy, xịch một cái ra, vẩy, 5, 6, phía sau 5 lần, thở tự nhiên, rồi lại lên này, hít này hóp bụng nhô môn, xuống, xịch cái ra, vẩy 5 lần. Cái này thông dân tiền đình cuộc sống này, đau đầu thiếu máu não tập là hết ngay, hít. 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 Hít.
đi thoa bụng nhiều mụn. Hít. 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 Ra đây co chân ra này, duỗi chân, còn đỡ mỏi chân, nãy giờ đứng nhiều. Có nhiều môn khí công nữa, hôm nay tập đứng thôi, mà sau có điều kiện mà khí công đi này, vừa đi vừa tập này, khí công nằm này, vừa ngủ vừa tập này, khí công ngồi. Tức là ngồi như ngồi thiền đấy, nhưng mà có những cách vươn tay vươn chân nó tập hết. Ở khí công này hệ thống nó đồ sộ kinh khủng lắm. Kể cả thầy là học 12 năm ấy, cũng chỉ mới hết được một cái phần rất là nhỏ thôi, còn thực sự là kinh khủng. Tức là nếu mà tính theo bài nó hàng nghìn bài đấy. Đấy là một bài vẩy tay, đấy là bài vẩy tay khó thức đấy, không có tư thế vẩy này. Tập thì chúng ta sẽ khỏe nhưng chưa nhớ được đâu, nhớ thì lên cái kênh YouTube ấy, mấy hôm nữa là sẽ có nhé. Hoặc là cứ lên, bây giờ nó cũng có sẵn một số video ngày xưa quay rồi rất là nhiều nhé. Và tiếp theo một cái thức vẩy tay nữa là bài vẩy tay bốn thức, mà chúng ta học hai bài, bài sáu thức, bài bốn thức này. Tay nó chịu khỉu nhá, tay nó không thẳng tắp này, tay chịu khỉu. Xong rồi xuống này, chân nó song song, đừng có đứng chẽ ra nhé, chân song song này, chẽ một ít thôi, đừng có chẽ bừa, chẽ nhiều. Rồi xuống này, thở tự nhiên lên nhé, vẩy xuống dưới, như cứ rũ cái tay rồi. Nhớ bộ môn liên tục trong quá trình vẩy. Nghe tiếng gió. Rồi, 30 lần. Vẩy xong để tay nó nóng lên. Cái bảng ngày xưa là người ta chỉ đứng vẩy này thôi, cái bảng mà vẩy nghìn cái ấy, thì nếu mà đứng vẩy không ấy thì khí nó chỉ ở tay thôi, nó không liên quan phần đầu gối đâu. Trong khí công nó có một phần quan trọng là nó kết nối toàn bộ cơ thể. Cái mình chùn này là cả người mình nó vẩy, chân này, nội tạng nó sẽ chùn theo. Chứ nếu mà mình chỉ ngay thôi là phần nội tạng không liên quan, vẩy nhiều được cái to tay với lại nó cũng thông được cái kinh mạch ở tay hết. Còn khi mình vẩy này là cả người mình nó cứ chùn liên tục, khớp đầu gối nó cũng khỏe nữa. Trừ ai bị đau đầu gối thì tập cái này ít thôi, ai đau đầu gối thì tập cái này nhiều nó lại đau thêm, chưa đau thì tranh thủ tập thì nó không đau nhé. Ai đau đầu gối thì nó là có những bài riêng, những bài khí công tiên chữa đâu đau đầu gối nữa. Trong này phải học. Thứ hai, nó có bốn thức mà, thứ hai này lại dùng tay điên ra, ám út út lên, tay trái xoắn bên trái, tay phải xoắn bên phải này. Tức là lên thì ngửa, xoắn hai bên, xuống vậy. Lên nhíu hộ môn đi, xuống thả lỏng hộ môn. Tích cực vẩy tay, có ngày sức khỏe, ngày nào cũng vậy. Rồi mấy bài này vẩy 30 lần rồi, không cần nghìn lần đâu. Nghìn lần là ngất đấy, bởi vì nó dùng toàn thân. Nếu phải nhíu hộ môn, lên nhíu xuống thả, cơ hộ môn nó luyện nội khí cho mình. Mình thiền sâu một chút này. Đây là thiền đứng nhá. Ngón chân hướng về bên trong, giống kiểu Vịnh Xuân này.
chụp hồi xuống. Ngón tay cái song song ngón trỏ để ở vùng khoang bụng này, dưới răng liền, à dưới rốn, ngay dưới rốn này, mắt khép hờ, mỉm cười, cứ đứng thở này thôi, người cực khỏe, thu năng lượng vào. Đây là cũng là thiền nhưng là thiền đứng. Đứng 2 phút, mắt khép hờ, thở tự nhiên, mỉm cười. Nếu bạn đang mong muốn học trọn bộ về khí công, dịch cân kinh, bát đoạn cầm, thiền kim cương khí, trị liệu, hãy liên hệ với thầy Phúc Thành qua số hotline Zalo 090-336-2388 để được thầy trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ, vừa có những bài khí công đặc biệt chữa bệnh, lại có thêm những phương thuốc thảo dược đại bi tâm do thầy và các lương y trong Hội Nam Y Việt Nam cùng làm. Hãy liên hệ với thầy ngay để được trực tiếp thầy hướng dẫn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong khóa học này. Om Mani Padme Hum Namatara Hari.